này quyết định phải nấu một bữa ngon thì là ngon mới được. Bữa giờ không có cái gì ăn, cũng chả có cái gì. Xin chào, con nhìn cậu có vẻ đang muốn chết miếng đồ ăn à? Tôi đang vừa đi chợ về, đang muốn nấu một xíu đồ ăn, mà ông là ai vậy? Ha, ta xin tự giới thiệu, ta chính là vua đầu bếp đây. Vua đầu bếp hả? Ta có thể chế tạo tất cả các món ăn trên cái thế giới này, và mọi đồ ăn của ta chế tạo ra đều là siêu phẩm. Thì tôi đang muốn nấu một món siêu phẩm đây. Ông có cách được nào rồi không? Ta vừa chế tạo ra một lọ thực phẩm có thể giúp cho đồ ăn của cậu trở nên vô cùng là ngon. Cậu có thấy thứ ta đang cầm trên tay hay không? Đây là thứ gì? Đây là một loại tinh dầu mới mà ta vừa mới chế biến ra. Nó được chiết xuất từ tất cả các loại thảo mộc quý ở trên thế giới này, bao gồm 100 loại thảo mộc cũng như là các loại thực vật, nói chung là vô cùng quý hiếm. Đây là tinh dầu có tên là Bugim. Bugim? Loại dầu này giống như dầu ăn hả? Không, nó không hề giống những dầu ăn bình thường. Bởi vì chỉ cần bỏ một chút dầu này vào thức ăn thôi, thì cho dù là một món ăn dở tệ đến đâu, nó cũng sẽ trở nên vô cùng là ngon lành. Có thật vậy không? Chắc chắn là thật rồi, bởi vì ta chính là vua đầu bếp. Được. Vậy sau khi ăn vô thì nó như thế nào? Nó có bị dầu quá không? Hay là nó có mùi vị như thế nào? Không hề, không hề. Khi mà cậu chế biến món ăn bằng cái loại tinh dầu này, thực khách ăn vào, người ta sẽ bị lạc vào chốn thần tiên. Tất cả các giác quan mỹ vị của họ sẽ được mở ra. Họ sẽ đắm chìm vào cái sự ngon của thức ăn. Họ sẽ không thể nào kìm hãm lại được cái cơn đói khát khi mà nhìn thấy thức ăn của cậu. Nghe có vẻ thú vị đó. Được rồi, vậy lấy cho tôi một lọ đi. Được rồi, của cậu đây. Cảm ơn, bao nhiêu tiền? Loại dầu này tuy là nó rất là đặc biệt nhưng tôi chỉ lấy cậu với giá 1 đồng vàng thôi. Được, cảm ơn. Đây, cảm ơn ông. Giờ tôi về đây, thank you. Được rồi, chúc cậu chế biến món ăn thành công. Bây giờ có thêm đồ ăn mới à, Master Chief rồi ha. Cũng ngon đó. Được rồi, hôm nay làm sẽ đãi cho cả làng ăn mới được. Hôm nay để coi coi có fan ác đồ hang. Wow, cái fan ác hi ha, thiên thần với ác quỷ rồi, nhìn xịn sò con cò dưới trời. Còn có thêm cái kem bạc, cái kem thao hóa như thế này me nữa. Trời ơi, ủa cái hình gì hai thứ vậy trời, ai mà chơi vậy, H1, H4 như con action á. Hi ha, lửa mới đó nè, quá trời fan nạn luôn các bạn ạ. Bởi vậy các bạn nào muốn gửi fan này cho mình thì đừng ngại ngùng gì, gửi qua cái nhóm Facebook tên là Vườn Hoa Bé Nhỏ của Hi Ha và Jimmy. Các bạn chỉ cần đăng vào trong đó thôi, sẽ có người duyệt cái tranh của các bạn và mình sẽ lấy về và gắn lên trên các bạn này, bản fan ác, nơi đăng tải fan ác fan gửi đó các bạn à. Hello. Ủa bạn nào hả, mình cầm đồ ăn đi đâu vậy? Hôm nay chỗ tài làm bếp và tôi có làm món này thử nè. Món gì ạ? Sủi cảo à? Đúng rồi, nó là sủi cảo chiên nóng hổi luôn. Nhưng mà khoan, để tôi bỏ thêm một chút xíu cái này vô nữa. Cái gì vậy? Cái đó là cái gì ạ? Cái này chính là tinh dầu kích thích vị giác, vị đỉnh cao, siêu ngon luôn đó. Hãy ăn thử coi coi món mới này của tôi đã làm như thế nào. Tao đã hít thử coi. Hít cái này coi. Nghe có vẻ là nó thơm thiệt đó bạn nè ám. Hôm nay bày đã làm chỗ tại đầu bếp luôn à. Tử sát boy không biết làm đầu bếp chứ. Rồi ăn đi, bon nói tào lao lại. Nếu mà ăn được tao sẽ làm cho cả làng đó. Ồ vậy hả, được rồi, vậy để tao ăn thử coi. Wow, món này là món sủi cảo vậy hả? Được, ngon á, ngon. Ui nó bụng vị. Trời ơi, ngon quá, bánh thiệt là ngon. Mình lạc vào thế giới thần tiên rồi. Ủa, trời ơi, thằng này nó cho tôi ăn cái gì mà đúng thiệt là lạc vào thế giới thần tiên thiệt luôn á. Như là lên mây luôn. Đúng quả nhiên là ngon. Ủa, nhìn cái gì khác khác sao ta? Tao tự nhiên thế giới nhìn nó kỳ kỳ vậy. Thằng bản nè ám cho mình ăn xong rồi lạc qua thế giới gì rồi? Oh no, thế giới gì đây? Đây, ủa, gì đây? What? Đây là thế giới gì vậy nè? Ủa, gì kỳ vậy? Ủa, thằng kia có ai kìa? Ui, đằng đẳng có Hi Ha Thao hóa gì lại Hi Ha nay me các bạn ơi. Để mình chạy đẳng coi thử coi sao. Hi Ha Thao ơi, nay me. Thấy rồi, hình như là một anh chàng nào đó
kìa. Anh chàng nào đó là sao? Ủa, rõ ràng nha này, mày với lại Tha Hóa là con trai mà các bạn. Sao tự nhiên bây giờ tự nhiên biến hình con gái vậy nè, là sao? Ủa, cái gì vậy? Đây chính là làng Hi Ha Âu mà. Đúng không, đây mẹ? Đúng rồi, đúng rồi. Đây là làng Hi Ha Âu. Nơi này là tụ họp lại tất cả những Hi Ha. Đúng rồi, tôi biết rồi. Làng Hi Ha Âu tụ họp lại tất cả Hi Ha. Nhưng mà làm gì có Hi Ha? Hi Ha nào đây? Sơn môi nữa, máu hồng luôn. Làm gì có Hi Ha này được? Ủa, anh bạn mới tới làng này hả? Làng của tôi á là làng Hi Ha Âu con gái. Ở đây á, ai cũng là con gái hết à. Phải những Hi Ha nào là con gái thì mới được vào cái làng này. Hả? Làng Hi Ha Âu con gái à? Có vụ đó luôn hết trời. Cái gì vậy? Vậy tôi ở cái làng này được không vậy? Có đường nào đi về không? Về hả? Về là cậu muốn về đứng nào? Tôi là Hi Ha ở làng Âu mà sao tự nhiên tôi lạc qua thế giới này tôi cũng không biết nữa. Vậy là cậu được đến đây rồi đó. Chắc là định mệnh giao cậu với lại bọn tôi. Đúng không bà? Đúng rồi, đúng rồi. Vậy là chàng trai này đã rơi vào trung thế giới này không có con trai. Vậy là có ông là con trai đó. Có tôi, một mình tôi là con trai thế giới này luôn hả? Và trong đây tất cả Hi Ha hành con gái. Thôi, tôi bận rồi, tôi đi đây. What the hell, cái gì vậy trời? Làm cách nào các bạn nhìn kìa, Hi Ha Tha Hóa mà là con gái. Mặc váy. Thôi, đôi dài của nó sao cao vậy? Trời ơi, đôi dài siêu cao luôn, mang vớ. Còn vớ mà còn có cái cọng gì ngay cái đùi nữa kìa. What the hell? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với mình vậy trời? Gì vậy nè? Ngôi nhà của MH404 kìa. What? Bằng cách nào mà nó có thể biến thành như vậy được? Nó còn có mấy cây kẹo xoay xoay nữa. Ủa, thế giới gì vậy trời? Sao tôi bị lạc qua thế giới Hi Ha Âu con gái gì vậy? Tôi không muốn. Ủa, bị gì vậy? Thế giới bị gì vậy mấy bạn ơi? Trời ơi, cái cây đây là cây kẹo luôn kìa. What? Why? Cái đường như vậy nè. Trời ơi, cái đường bằng bánh quy hả? Ôi, đi hướng này hả? Ôi, nhà hàng. Cái cây nào thì muốn tôi đi xa. Cái gì vậy trời? Hi Ha Glit phiên bản con gái kìa các bạn à, đây đứng trước mặt mình luôn. Ôi đâu. Ôi, ủa. Ôi, cái gì vậy trời? Ủa, Hi Ha Glit đang làm gì vậy? Ủa, thuộc anh bạn nào đây? Sao đến làng của tôi cho ôm một cái còi? Hả? Cho ôm một cái còi? Sao mà giống thằng Hi Ha Glit dữ vậy ta? Ok, ôm. Trời, nhưng mà ôm này ôm con gái này nhìn nó hơi phê hơn bình thường. Được rồi, cảm ơn bạn nha. Ủa, cho tôi hỏi là làng này là làng Hi Ha Âu mà đúng không? Đúng rồi. Đây là làng Hi Ha Âu, nhưng mà xíu nha. Làng Hi Ha Âu con gái. Làng Hi Ha Âu con gái. Vỗ tay. Vỗ tay. Ủa, có vụ gì vậy trời? Ủa mà bạn đang làm gì vậy? Tôi đang quay TikTok, tôi nhảy ở trên TikTok mà. Nhảy trên TikTok luôn hả trời? Hi Ha Glit phiên bản con gái mà quay TikTok hả? Cái gì vậy trời? Ủa là sao hả? Coi khó hiểu à. Đây nè, tôi nhảy ra cái câu này nó bị tối đi, coi đi ma, cà tì. Bài luôn nghe chưa? Trời ơi, cái gì mà lạ quá vậy trời? Ui, mấy cái cây này mà kẹo ngọt đâu luôn hả? Mấy nhà gì kìa? Ra vào nhớ đóng cửa nho. Trời ơi, còn cu te nữa hả? Trời ơi, thế giới gì vậy trời? Này. Bây giờ cậu có muốn vào nhà của tôi không? Thế tôi sẽ dẫn cậu đi cả. Trời ơi, làng này là cậu tìm thấy con trai đó. Vào đi. Vào. Tôi đóng cửa lại cái cửa này đi không? Đẹp á, cái cửa gì đâu màu hồng mà có hình trái tim nữa trời. What the heo, cái này là cái màn hình tivi mà màu hồng luôn hả? Đúng rồi, ở đây thế giới này cái gì cũng màu hồng hết á. Dễ thương quá trời luôn. Trời ơi, dễ thương quá trời luôn. Hi nữa. Trời ơi, tôi bị lạc vô thế giới vậy? Sao còn ai cái làng này biến thành con gái hết, con mình tôi con trai vậy trời? Trời ơi, nhìn nè, cái giường nó cũng màu hồng, cái gì cũng màu hồng hết nè. Trời ơi, cái tủ cũng màu hồng. Cho cậu cái này nè. Gì vậy, cho gì? Ủa gì vậy, định cho mình gì vậy? Bánh đồ nướng. Cái này là chính tay tôi làm luôn đó.
Bánh donut hả? Ôi rồi, cảm ơn. Trời ơi, bánh donut mà cái hộp của nó cũng màu hồng nữa các bạn. Để tôi coi thử coi. Cái gì đây? Cái lò nướng này mình nhớ hồi đó là nó màu đỏ mà giờ nó màu hồng luôn. Ôi cái tủ kìa. Ôi trời ơi, cái đầu bếp kìa. Ôi ta thấy giờ phòng ngủ hả? Ôi cái này nhớ rồi, hồi đó là phòng ngủ của thằng Hi Ha Clip, bây giờ nó đổi lại thành cái khác luôn rồi. Sao? Đây là phòng game của tụi đó, phòng chơi game đó nha. Phòng này là tôi thích nhất luôn. Mỗi bàn ghế hay là mọi thứ của tôi đều là màu hồng. Đều là màu hồng, cho cái dâu cây màu hồng luôn hả? Đúng rồi. Ở giờ thì là có con gái thôi, không có con trai đâu. Nên những cái đồ dùng bán ở đây toàn là màu hồng không à? Toàn là màu hồng thôi hả? Trời ơi, gì kỳ quá vậy trời. Cái này là cái cây mỏ lết nè. Cây mỏ lết màu hồng luôn. Ôi, tôi nhớ cái cây này là nó phải màu đỏ mà các bạn. Cái cây mà để khửi đồ nè, đúng không? Trời ơi, để sửa xe đồ đó. Sao nó lại màu hồng luôn vậy? Trả nè. Đúng rồi, mọi thứ ở đây màu hồng hết rồi. Cái này, cái làng này chỉ có con gái mà đứng đi vòng vòng ở làng thôi. Bây giờ ông là con trai ở nhiều khi á, chúng làng thấy là chúng làng đuổi ông đó. Vậy là chỉ có con gái mà được ở đây thôi hả? Ghê vậy. Vậy là bây giờ có cách. Ôi trái tim màu hồng nữa, tôi giới thường trái tim màu đỏ mà. Tôi thích anh nè nó nghe. Trông cái cây. Ê, bớt giỡn đi bà nội. Đừng có tưởng con gái muốn làm gì làm nha. Tôi không dễ dãi đâu. Thôi, để tôi giúp anh cho. Anh mà đi giữa làng đi. Rồi chúng anh bị đuổi ra khỏi cái làng. Hết nhập tùy đó. Tôi buồn lắm. Về đây nhìn lên. Đi đâu trời? Bây giờ mang bộ đồ này vô đây. Cô tia. Bộ đồ này của tôi đó. Bộ đồ của bà Watch the Hell. Gì vậy? Ủa sao bộ đây. Ủa, cái này là bộ giáp xích mà. Tại sao bộ giáp xích là nó biến thành cái bộ đồ con hầu gái rồi? Đúng rồi, thế giới này bộ giáp là bộ đồ con hầu gái như vậy đó. Cô tia lắm. Bên đồ khác không? Tôi còn một khác nữa nè. Đưa lại đi ha. Cái bộ này mặc đi, dễ thương lắm đó nghe. Bộ gì đây? Bộ cô hầu gái màu vàng luôn hả? Đây là giáp vàng. Cái gì vậy trời? Đúng rồi, bây giờ mặc bộ đồ này mới giống con gái. Nhìn như vậy dễ thương hơn rồi đó. Thôi, có cần gì thì qua kiếm tôi nghe anh trai. Tôi sẵn lòng giúp anh đó. Khi nào mà anh muốn có vợ thì nhớ qua kiếm tôi luôn. Rồi, có gì tính sao? Cái gì mà nhảy hoài? Trời ơi, mâm hoa nữa trời. Thấy ghê quá trời ơi. Giờ tôi phải mặc bộ đồ này đi khắp làng này hả trời. Ai, Cái làng gì đây? Ủa cái gì đây? Cái đường ray kìa. Ủa, Hi Ha Clip ơi, cái đường ray này là gì vậy? Nè, cái đường ray nè. Cái đường ray đó là đường ray dẫn tới làng của nhà tổng thống đó. Tổng thống nữ của cái làng này. Nữ tổng thống đó. H1H4 là tổng thống làng này luôn à? Đúng rồi, cô ấy là người đã tạo ra cái làng này nè và làm ra cái đề ước đó luôn đó. Bởi vậy cái làng này không có con trai nào phát biểu ra cái làng này á. Ai muốn chết luôn á. Tại vì đề ra cái luật đó nên không còn có con trai nào bán mảng đó luôn hả? Ghê vậy. Đúng rồi, nên bây giờ muốn đi qua bỏ năm này tôi đưa cho cậu cái đường ray cho. Ok, đưa cho tôi cái đường ray đi. Đây nè, đây đây. Ok, cảm ơn. Rồi, thôi bây giờ tôi đi nha. Ok, có gì thì qua kiếm tôi nha. Nếu cần vợ thì kiếm tôi làm vợ cho. Thôi, tào lao quá, đi ẵng đi. Cảm ơn nhiều, cảm ơn vì đã giúp đỡ. Đường ray. Cái xe đường ray mà cũng màu hồng, bánh bèo nữa trời. Ui, trời ơi, quang cảnh nè. Ui, nhà tôi, ôi, what the hell, nhà tôi bị cái gì vậy? Hả, sao màu ngộ vậy trời? Xe lửa đường ray tình lưu. Oh my god. Uầy, nhà của H1, H4 kìa mọi người. Ai đến đó? Tôi nè bà. Ai hả? Trời ơi, nó mặc cái bộ đồ màu hồng luôn hả? Cần câu cũng trái tim luôn hả trời. Tôi là Hi Ha nè. Hello, chào mừng đến với làng của tôi. Cậu là con trai đúng không? Tao biết hay vậy. Trời ơi, tôi nhìn phát là tôi biết rồi. Cậu cỡ cái bộ đồ đó ra đi, nhìn thấy ghê quá. Ok, trả nè. Cảm ơn. Trời ơi, thật ra cái làng của tôi không phải là cấm mấy đứa con trai đâu, mà là thế giới này không còn con trai. Tôi để ra cái luật đó cũng để cho vui thôi, chứ thật ra không có con trai nào đến cái làng này đâu. Vậy hả? Vậy sao tôi đến được nè, kỳ vậy? Ai biết đâu, tự nhiên có mình cậu đó, nên bây giờ mời cậu vào nhà của tôi. Gì nghe cười nham hiểm như trời. H1H4 mà phiên bản con gái luôn đây hả trời. Mặc nguyên cái bộ đồ gì vậy trời ơi. Trời, mời vào.
kéo cửa mà bằng kẹo đồ luôn kìa. Ghê dữ ta. Cái ghế này mà nó cũng màu sắc ngộ vậy. Ủa có chuyện gì kêu tôi vô nhà vậy? H1, H4. Đâu có cái gì đâu, đang làm đồ ăn cho nè. Trời ơi. Ồ, làm đồ ăn cho. Ăn cái gì, đồ ăn gì? Đây nè, bánh thỏ si-cô-la. Bánh thỏ si-cô-la. Cái gì vậy trời? Còn cái không? Bánh thỏ vani. Bánh thỏ vani nữa hả? What? Còn cái khác không? Đây, bánh gấu, bánh heo si-cô-la. Rồi bánh gà si-cô-la. Sao có gì cũng si-cô-la hết vậy? Còn cái khác không? Không, ở đây bọn tôi thích ăn si-cô-la lắm. Con gái bọn tôi thích ăn như vậy đó, được không? Cũng được. Mà thôi nè, bà ăn đi. Tôi hôm nay tôi mới ăn xong rồi tôi hơi đau bụng. Ê, bà có thể cỡ cái bộ đồ, gọi cái bộ giáp ở ngoài da, bộ giáp màu hồng cô hầu gái cho tôi coi cái được không? Trời ơi, con trai mà mới gặp tôi mà nói gì ngại quá vậy em nội. Ngại á? Dù gì nó cũng là con gái mà. Ở thế giới này, ở thế giới của mình là nó là con trai, nhưng mà qua thế giới này nó là con gái các bạn à. Ôm cái trời. Trời ơi, lần đầu tiên ôm đàn ông má ơi. Ủa, lần đầu tiên ôm đàn ông có nghĩa là chưa bao giờ gặp đàn ông ở thế giới này luôn hả? Đúng rồi, nó chưa bao giờ là có đàn ông vào thế giới này cả. Buồn, tôi tuổi lắm, thế giới này chỉ có miếng đực rửa. Có lộn, có mấy thằng bánh bèo như bọn tôi thôi. Còn mấy đứa mà đực rửa như cậu à, không có. Tôi được ở cái làng này đi chuyển bình thường không vậy? Đương nhiên là được rồi. Của hiếm mà, của hiếm đến cái làng này là muốn làm gì làm hết á. Tôi thoải mái lắm. Vậy hết. Vậy thôi, tôi đi ra ngoài nha. Ok, đi đi. Chừng nào mà có quay lại với tôi nghe. Xỉu luôn. Trời ơi, cái gì mà xỉu luôn ghê trời. Thôi mà tôi đi nha, H1, H4. Ok, ông đi đi. Bye bye ông nghe. Trời ơi, ui bây giờ mới nhìn lại được cái lều của nó xây để nó câu cá kìa các bạn. Ôi bánh bèo ác luôn á trời. Ôi trời ơi, cái gì bánh bèo dữ ta. Trời ơi, tôi lạc vô thế giới thần tiên gì trời vậy trời. Đúng là thế giới phụ nữ mà mấy phụ nữ này lạ lắm các bạn à. Ôi trời ơi, bản năng hắc ám mà phiên bản nữ thì nó như nào trời. Đâu, đi ha, bản năng hắc ám nhưng mà phiên bản nữ. Đâu, lạ nè, củ quý nè. Tôi muốn coi thử mà điều đầu tiên tôi thấy ngôi nhà của nó có vẻ nhìn nó tươi sáng quá các bạn ơi. Này nhìn nó có giống bản năng hắc ám gì hết á. Ui, nó chó mắt với mình luôn kìa. Cái gì thế giới này lạ vậy? Ui, cái này là cây xương rồng nè, cây xương rồng. Ui, mà nó có chớp mắt với mình luôn. Nhà của Hi Ha bản năng hắc ám cu te. Cái gì vậy trời? Bản năng hắc ám mà hôm nay cu te là sao? Trời ơi, gì vậy trời? Ui, mình bây giờ xâm nhập vô nhà con gái nè, người ta có bị gì không ta? Cậy vô luôn. Dù gì mình cũng là Hi Ha mình. Không sao á bạn à, mình là củ quý mà, nghe nãy H1, H4 nói không? Củ quý mà. Trời ơi, ui, bức tranh hiểm creeper cu te luôn hả? Trời ơi là trời, thế giới này loạn rồi. Ui, bàn ghế kìa. Ui. Trời ơi. Ui, dạ. Sao cái mặt này nó cười với mình luôn nè các bạn. Lối đi cửa sau. Bạn đang ám nè. Oh my god. Sơn môi màu đen luôn rồi trời. Cái gì vậy trời? Các bạn có thấy không? Bằng cách nào mà ra được như vậy vậy? Trời ơi là trời, thế giới gì đây? Tôi không quen, tôi không biết những gì mà thế giới này xảy ra các bạn à. Trời ơi, tôi muốn coi thử coi. Ôi trời ơi, con gấu panda hồng. Ăn đi mấy đứa, ăn đi nè. Ủa chị làm đó. Mấy đứa mà không ăn thì đừng có chấp kỹ nha. Ăn đi. Ôi ơi, cái gì mà như bà cám vậy trời. Mẹ của bà cám á các bạn. Mẹ mà kiểu như mùi gì ghẻ á. Trời ơi, gì mà nhìn nó ghê quá trời. Ăn đi cái lũ panda này. Nó mà hư quá vậy. Chị biết là chị buồn đó biết không. Ăn đi, đúng rồi. Hello bản năng hắc ám. Ai đó? Lông mi dài dữ. Cái gì? Ai đây? Mới qua đã nói tôi này nói tôi kia rồi. Ủa, con trai sao? Thế giới này mà còn con trai hả? Ủa, nghe còn con trai hả mà nghe cái nghe giống như khinh bỉ con trai tụi tôi dữ trời. Không hiểu sao trong làng này có cái đề luật á là cấm con trai. Tại sao có anh ở trong đây vậy? Tôi bị lạc đến đây, tôi đang muốn tham quan thử cái làng này. Tại vì tôi cũng có cái làng này nhưng mà không có giống như này đó. Hả? Nói gì kỳ vậy cưng? Thôi, tôi đây là nhà của tôi là bản năng hắc ám.
Tôi biết rồi, bản năng hắc ám tôi biết hết mọi người trong đây luôn, nhưng mà tôi không nghĩ là mọi người là con gái đó. Tại vì thế giới của tôi là toàn mấy đực rửa không mà không có con gái. Như vậy sao? Buồn quá vợ, không có con gái bọn tôi hả? Ở đây bọn tôi cũng buồn lắm, không có con trai mấy anh nè. Rảnh không qua đây chơi? Chừng nào rảnh thì được thì tôi dẫn mấy thằng rực rỡ bên tôi qua đây chơi, nhưng mà tôi đang không biết bằng cách nào để tôi về thế giới tôi đây đó chứ. Buồn ghê ha. Thấy mấy lũ bandan của tôi ở đây dễ thương, tôi phải rất là cực khổ mới nuôi được đó nha. Lũ panda dễ thương, nhưng mà sao là cô chị gì cô gì chú bác sao mà nhìn mà giống cái gì vậy ông nội? Ông nội nói xưng hô kiểu gì vậy? Tôi là bằng tuổi của cậu đó nghe. Tôi là bản năng hắc ám, năm nay tôi cũng mới 20 tuổi thôi. Tôi là còn con gái đó, nhưng mà tôi theo đuổi cái tông make up mà nó đậm nhạt như thế này, được chưa? Tôi con trai Rồi, tôi biết rồi. Tại vì tôi nhìn mọi thứ nó lạ quá. Bỏ đi luôn rồi. Trời ơi là trời, cái thế giới gì đây trời? Sao mà tôi lạc vô thế giới gì vậy trời? Thế giới thần tiên nữa trời. Trời ơi, cái gì đây? Bây giờ làm sao để tôi về được đây trời? Ôi trời, nhà của Hi Ha tha hóa luôn kìa trời. Thế giới này lạ quá, chắc mình phải tìm cách nào để đi về lại thế giới rồi. Ủa cái gì đây? Tôi có làm gì vậy trời? Gì vậy trời? Đua heo về chị Hương cái kiểu luôn rồi trời. Ôi, tôi không quen cái thế giới này một xíu nào hết, cho tôi về được không? Trời ơi, có cách nào cho tôi về không trời ơi? No. Mình quay trở về rồi. Yeah, đúng rồi. Mình quay trở lại thế giới rồi trời ơi. Biết bao nhiêu cực khổ cuối cùng cũng quay về được rồi mấy bạn à. Thì mấy nhà, ôi đúng rồi nè, cái nhà nó không có còn mà cái cửa màu hồng gì nữa. Ui nó đang xem phan ác luôn rồi. Vậy là chuẩn bài rồi các bạn ơi, mình đã được về thế giới của mình rồi. Trời ơi.